Hello, xin chào các bạn, mình là Lê Bằng Giang. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một địa điểm khám chữa bệnh ở khu vực đồng bằng sông Hồng. Đó là Bệnh viện Bạch Mai 2, nằm ở thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Đây là cơ sở khám chữa bệnh thứ hai của Bệnh viện Bạch Mai, nằm ở khu đồng bằng sông Hồng, để khám chữa bệnh cho các tỉnh như Hà Nam, Ninh Bình và Nam Định. Đó, đây là khu vực khám chữa bệnh này. Bệnh viện này đã đi vào hoạt động rồi nhưng mà các cơ sở chưa được lắp đặt nhiều về máy móc nên nó vẫn hoạt động nhỏ, chỉ có một số ít người dân đi khám chữa bệnh thôi. Đây là cơ sở vật chất, diện tích rất là rộng, phòng ốc nhiều, nằm ngay trục đường cao tốc Hà Nội Ninh Bình. Đây là đường 10 này, đi Nam Định này, Ninh Bình này, đi Thái Bình luôn. Rồi đó, chạy thẳng ngay là đi ngược lên đi Hà Nội, và đi xa xa ở đằng kia là đường cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ Hà Nội. Đó, đây là Bệnh viện Bạch Mai 2 nhá. Đó, nằm ở thành phố Phủ Lý, kế bên cao tốc Ninh Bình Hà Nội. Mình sẽ quay sát hơn, nhưng mà hôm nay hiện tại là Bệnh viện Bạch Mai 2 là chưa đi vào hoạt động này. Dạ, không đó. Các bạn mà có nhu cầu đến khám chữa bệnh thì tới đây để khám. Mình hôm nay là bệnh viện không hoạt động nên mình chỉ quay ở được ngoài thôi, không đi vào trong được, rất tiếc. Đó, trước là có một người bị nghi nhiễm virus 19 đã khám chữa bệnh ở Bạch Mai 2 nhưng hôm nay là không hoạt động. Đó, bệnh viện này rất lớn nha. Đó, mình quay lại một vòng cho các bạn xem. Đây là cổng chính của bệnh viện này, và kế bên xa xa bên kia kia qua đường cao tốc Ninh Bình Cầu Giẽ là Bệnh viện Việt Đức. Việt Đức cơ sở 2 chuẩn bị đi vào hoạt động, đang trong quá trình hoàn thiện. Bệnh viện Việt Đức là chuyên về khoa về xương khớp, còn Bệnh viện Bạch Mai 2 là khám tổng quát tất cả các bệnh. Đó, đây là đa số là cái bác sĩ ở Bệnh viện Bạch Mai 2 khám là của Bệnh viện Bạch Mai 1 ở Hà Nội để được điều về đây khám chữa bệnh, nên bà con các bạn cứ yên tâm đi đến Bệnh viện Bạch Mai 2 khám chữa bệnh nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Hôm nay mình sẽ quay sơ bộ vậy thôi. Bệnh viện Bạch Mai là rất là rộng nhá. Rồi, xin chào.